Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vừa ban hành thông báo về việc hạn chế các phương tiện trên 25 tấn lưu thông qua cầu tạm trong quá trình xây dựng cầu Hòa Bình mới trên địa trên đường huyện 7 thuộc địa bàn hai xã Hòa Hội và Hòa Thạnh huyện Châu Thành. Để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn trong thời gian thi công, huyện Châu Thành đã lắp đặt cầu tạm song song với cầu cũ. Tuy nhiên, tải trọng cầu tạm chỉ cho phép các phương tiện dưới 25 tấn lưu thông các phương tiện trên 25 tấn sẽ phải di chuyển theo các tuyến đường thay thế như sau. Hướng từ xã Hòa Hội đi xã Hòa Thạnh và ngược lại, di chuyển theo phương án đi DT781, DH3, DH4, DT788, đường tuần tra biên giới, DH7 xã biên giới và ngược lại. Hoặc đi DT781 Phước Tân, đường tuần tra biên giới, DH13 Hiệp Bình, DH7. Thông báo hạn chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2024 cho đến khi hoàn thành việc xây dựng cầu Hòa Bình mới, dự kiến vào ngày 5 tháng 6 năm 2025.